Bạn nghe rõ chưa? Nghe rõ không? Rõ thầy ạ. Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta học sang cái học 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 sang cái phần tiếp theo, cái phần một nội dung tiếp theo quan trọng là liên quan đến hàm hàm trong Python. Thì sau cái phần liên quan đến dạy phần list và string là hai kiểu dữ liệu cơ bản trong Python, thì trong sách giáo khoa cũng thế, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là hàm hàm và chương trình con. Thì phần này nó khoảng từ 6 đến 8 tiết, tùy từng tùy giáo viên chúng ta có thể quy định. Thì hàm ở trong Python thì nó rất là đơn giản. Nó giống hết cái khái niệm hàm của Pascal và C, cho nên cái vấn đề các bạn tiếp thu và tiếp cận nó rất là dễ và dạy cho học sinh cũng dễ. Thì tôi mô tả luôn này. Cái cách chúng ta tạo ra hàm là như sau, là chúng ta sẽ dùng cái cách định nghĩa hàm là chúng ta dùng cái từ chúng ta dùng cái từ khóa là def nhé, chúng ta nhớ chú ý def. Và sau def là tên của hàm bất kỳ nhà một kỳ, ta lấy ví dụ như là f, tên của hàm gắn rất là dễ nhé. Sau đó chúng ta sẽ hàm là bây giờ cũng phải mở ngoặc đóng ngoặc, thì nếu mà như này, nếu mà đóng ngoặc ngoặc luôn như này thì là hàm không có tham số. Còn nếu mà chúng ta khai báo thêm thì chúng ta sẽ đưa vào đây các tham số của nó như là x Đó. và y chẳng hạn. Thì đây là cách chúng ta khai báo một cái hàm. Tên hàm thì quy định tên hàm là giống hệt như là quy định của tên biến ở trong Python, giống hệt luôn. Mà chúng ta biết rồi là tên hàm và tên biến ở trong Python là đều được quản lý bởi cái khái niệm là trước tôi nói rồi là namespace. Nhưng cái này thì học sinh không cần biết, nhưng mà học sinh cần biết là gì, là quy định đặt tên hàm và đặt tên biến là giống nhau, giống nhau. Rồi thì quy định như sau này, chúng ta dùng từ khóa def, sau đó mô tả tên hàm, sau đó mở ngoặc đóng ngoặc, ở bên trong có thể có hoặc là không có các cái tham số, và sau đó chúng ta sẽ mô tả hàm bằng cách là hai chấm xuống dòng, như vậy là một cái nhóm lệnh. Thì có thể mô tả là hai chấm xuống dòng và thụt vào. Chúng ta có thể đặt những cái biến riêng ở trong hàm hoặc từ đó tùy ý. Nhưng mà kết thúc hàm thông thường là hàm trả lại giá trị, thì chúng ta dùng từ khóa return. Có thể có hoặc không có từ khóa return nhé, nhưng mà thông thường những hàm mà trả lại giá trị là phải có từ khóa return. Ví dụ chúng ta dùng cái hàm, ta làm cái hàm như sau, đơn giản như là z bằng x cộng y, tôi lấy vị như vậy nhé, làm cái hàm đơn giản như vậy. Xong chúng ta return z bình phương, lấy vị như vậy. Đấy, thì đó là cái cách chúng ta mô tả hàm. Khi mô tả hàm, hàm được được khai báo một lần thôi và dùng được nhiều lần, thì đó là ý nghĩa ý lệ của khái niệm hàm. Khi chúng ta gọi hàm, chúng ta gọi hàm là f 2 3 chẳng hạn. Chú ý khi gọi hàm là phải gọi chính xác các cái chính xác các giá trị tương ứng với các cái tham số của hàm. Hàm có hai tham số thì gọi hàm cũng phải có hai cái giá trị được được truyền vào đó. Còn chúng ta gọi là f và gọi là thế này không thôi thì nó sẽ báo lỗi ngay, là thiếu một cái vị trí mà mình báo lỗi, được chưa? Thì như đó là cách chúng ta là gọi hàm, tạo hàm và gọi hàm. Thì đây là cái hàm mà có giá trị trả lại. Còn nếu có hàm mà không có gì trả lại thì cũng được, không được. Để tôi lấy ví dụ một hàm thứ hai là hàm không có gì trả lại, chúng ta gọi cái ta thêm cái hàm là hàm f, hàm g như này nhé. Hàm g cũng lệnh thôi, lệnh là print print xin chào. Hàm này có đúng một lệnh thôi và hàm này không có từ khóa return, và như vậy là nó không không có giá trị trả lại. Thì những hàm như này thì ở trong trong Pascal người ta gọi là gì, người ta gọi là thủ tục chữ y thì biết là đúng không? Chữ y đó. Còn ở trong C thì nó gọi là hàm void. Như vậy là trong Pascal thì người ta chia loại hai loại, hàm là bắt buộc có chỉ trả lại và thủ tục thì không chỉ trả lại. Và tên đặt cách đặt tên là cách cách mà chúng ta mà thiết lập là khác nhau, một cái dùng từ function, một cái dùng từ là procedure, đó là trong trong Pascal. Còn ở trong C thì là hàm có chỉ trả lại thì phải mô tả trước là cái kiểu chỉ trả lại, còn hàm mà không chỉ trả lại thì dùng cái từ khóa void. Như vậy là C và Pascal là như vậy.
Còn đối với Python thì không cần, tất cả đều dùng chung từ khóa là def hết. Chỉ biệt là ví dụ cái hàm hàm g này là cái hàm mà chúng ta gọi g là nó sẽ chạy luôn và nó chạy kết quả của nó là xin chào, và hàm g này không có gì trả lại. Với hàm f là hàm có gì trả lại, chúng ta phải viết là chúng ta có thể viết là a bằng f 12 7. Như vậy là hàm này là có trả lại, thế không nào? Hàm này là chạy nhé, và trả lại của nó là a, và a là một giá trị cụ thể đấy. Còn hàm g thì hàm không có gì trả lại. Hoặc như này, nếu tôi leo view một hàm khác nhé, def x y, như vậy hàm này là hàm sẽ print ra cái mà print ra x cộng y. Sau đó chúng ta dùng cái từ khóa là return để kết thúc enter luôn. Thì hàm này, cái hàm mà có một từ khóa return không thôi mà không có gì trả lại, không có giá trị sau từ khóa return thì người ta vẫn coi là hàm này là hàm hát, hàm không có trị trả lại, không có trị trả lại, giống như cái hàm g đó. Thấy chưa? Như vậy tôi chạy hát này, tôi chạy là hát nhé, hát 12,89 thì nó in ra cái tổng này, nó in ra tổng này, nhưng cái này cái đây không phải là trị trả lại, đây chỉ làm cái lệnh là lệnh print thôi. Đó. Thì hàm mà h trường hợp này là hàm đây là hàm h này, và hàm g và hàm f và hàm g đây là hai hàm là cái kiểu giá trị là không có giá trị trả lại, chúng ta chú ý nhé. Đó, như vậy là trước đây tôi chốt lại một chút về cái hàm mà chúng ta có cái hình dung. Như vậy là hàm ở trong Python nha, chúng ta học về cái bài về hàm số, về hàm và chương trình con. Thật ra là hàm chương trình con là một thôi, không có gì cả. Hàm ta chương trình con rồi, cái từ chương trình con là họ dùng cái này để mô tả cái cấu trúc của một chương trình, có chương trình mẹ chương trình con thì nó gọi thế thôi. Còn hàm thì là hiển nhiên là khái niệm hàm. Thì hàm trong Python này là rất đơn giản, hàm là được mô tả bởi từ khóa def nên. Và hàm chúng ta cũng có hai loại là hàm có giá trị trả lại, tức là hàm mà trong đó nó phải bắt buộc phải có một cái từ khóa là return, sau return là một giá trị nào đó mà tôi muốn trả lại. Đấy, thì nó có cái này thì là hàm có giá trị trả lại. Còn loại thứ hai là hàm không có giá trị trả lại. Thì hàm này là hàm là hoặc là không có từ khóa return, hoặc là chỉ có return không thôi, return không thôi, và không có cái giá trị ở cạnh từ khóa return. Thì cái hàm mà không có gì trả lại này thì chính là tương tương với là thủ tục hay là hàm void của C. Nhưng mà ở trong Python thì người ta không phân biệt, người ta tất cả cái này đều là hàm hết. Nhưng mà cả hai cái dạng này đều là hàm hết nhé, vẫn là hàm hết, không có, thật ra người ta không phân biệt đâu. Mình đây là mình chỉ nói như vậy để phân biệt ấy thôi, chứ ở trong Python thì người ta không phân biệt, tất cả cái này đều là hàm hết nhé, đều là cái người ta gọi là nó chung là từ là function nhé. Đấy, và chú ý. Như vậy cái định nghĩa của cái hàm ở trong Python nó rất đơn giản như vậy thôi. Chứ nếu mà phần này mà dạy cho học sinh, các bạn, các thầy cô dạy y hệt như là đối với Pascal, chỉ viết vài dòng học sinh sẽ hiểu ngay, không phức tạp như là đây mô tả ngay. Khi chúng ta đã tạo ra cái hàm đó rồi thì chúng ta dùng nó được tạo một lần và dùng được liên tục, dùng ở nhiều nơi nhiều chỗ, được chưa? Ý nghĩa của cái hàm nó làm chương trình con là như vậy, làm cho chương trình viết trở nên có cấu trúc này, rồi là hàm là viết khai báo một lần và dùng nhiều lần. Như vậy nó tiết kiệm được cái công sức khi chúng ta viết viết code. Chuyện là cái nhìn vào một chương trình mà thấy một người nào đó mà viết chương trình mà đẹp hay không đẹp ấy, hay không hay, là quan sát được anh ta là anh ta khai báo những cái hàm như thế nào. Nhìn cái người mà viết chương trình mà viết mô tả hàm hay ấy, mô tả hàm có ý nghĩa ấy, thì biết ngay là người này là người có viết lập trình là hay, lập trình có trình độ. Còn nhìn vào những trình là hoặc là không có
không có hàm, hoặc là hàm được mô tả một cách rất là bừa bãi, rất là lộn xộn, thì chứng tỏ người này là viết chưa có kinh nghiệm, câu trình là còn yếu. Chứ nhìn vào cái hàm là biết ngay, nhìn vào cách người ta mô tả hàm là biết ngay là người đó là có trình độ hay là không. Được rồi, tất nhiên đối với chúng ta đây hôm nay là cái buổi học đầu tiên về hàm thì đơn giản như vậy thôi. Được rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm một vài ví dụ nhé, cái làm từ đơn giản cho đến phức tạp. Đơn giản. Ví dụ như này, bây giờ hàm, bây giờ tôi sẽ mô tả một vài cái hàm, ví dụ như là cái hàm sau đây này. Hàm của chúng ta là gì? Hàm là mô tả cái hàm dấu, cái hàm như mô tả hàm dấu của x gì như sau, đầu vào là x gì, kinh nghiệm cái hàm, hàm này là hàm dấu, ký hiệu tức là sai, sai, cái từ sai là cái từ không có trong từ khóa và không có cũng không có ở trong các cái hàm mặc định của Python. Chúng ta có dùng được hàm sai là như sau, hàm sai là cái hàm là nếu x bằng lớn không thì nó trả lại là một, x nhỏ hơn không trả lại là trừ một, còn x bằng không trả lại là không, cái hàm dấu như vậy, hàm dấu. Thì ra là như sau, đơn giản chúng ta sẽ tùy thuộc vào x gì, chúng ta là x thì mà lớn hơn không thì chúng ta trả lại, chúng ta return là một. Đó là else, else đây chứ nó ba là chọn chúng ta dùng luôn là cái else if x bằng không thì chúng ta thì return không, còn ngược lại cuối cùng là else nếu mà x thì mình nhỏ hơn không thì chúng ta return. Đây là cái hàm nghiệm, cái hàm tức là hàm sai nhé, hàm dấu. Như hàm dấu của 10 chẳng hạn thì nó là một, hàm dấu của trừ 9 thì nó là trừ một, được chưa? Thì đó là như đây là ví dụ cái hàm đơn giản. Tôi ví dụ cái hàm thứ hai nhé, hàm đầu vào của tôi là n mà đầu ra là tôi sẽ đếm tất cả là số tự nhiên n, tất cả các ước số thực sự của n kể cả một tính cả một. Như vậy là nếu mà ước thực sự tôi ước và nhỏ hơn n đấy, như vậy nếu n một thì nó là không, n bằng hai nó là một. Thì cái hàm này là hàm đếm tất cả các ước số nhà, các cái ước số thực sự, tức là làm cho ta làm như sau. Ví dụ như bài bài thứ hai là bài là tính nhà cái ước cứ việc đi, ước thực sự nhé, ước thực sự nhé của n. Như tôi mô tả luôn nhé, khi chúng ta mô tả hàm nó thêm cái này nên nó không nên, theo tôi thì nên nói cho học sinh biết. Khi chúng ta enter khi bắt đầu mô tả hàm thì chúng ta có thể mô tả viết, chúng ta có thể viết ngay một dòng sâu string ngay sát ngay ngay sát sau kia định nghĩa của hàm. Máy tính này vẫn máy tính là coi như là đây là một cái mô tả chính thức của hàm, là hàm tính số đếm, hàm đếm nói sau nhé, đếm số các ước thực sự của n. Như vậy khi chúng ta mô tả hàm, cái này là không có sách giáo khoa đâu, nhưng mà theo tôi thì các bạn hoàn toàn có thể nói cho học sinh biết vì nó không gây khó khăn để cho học sinh, nhưng mà rất là hay. Tức là ngay trong lời trong 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 khi mô tả hàm mà chúng ta enter ngay thì cái dòng đầu tiên đó chúng ta có thể viết một cái sâu ký tự, thì cái sâu ký đó đóng vai trò là mô tả hàm. Đấy nhé, chúng ta enter. Đấy. Thì đáng lẽ chúng ta làm là khi mà chúng ta viết là UTSN hai chấm xuống dòng và viết luôn chương trình giống như ở đây này, giống như ở đây này. Đấy, chương trình thì không sao, cũng không sao cả. Còn ở đây chúng ta sẽ có một dòng sâu ký tự nằm trên giữa cái phần mô tả chính bắt đầu chỗ đó và tên hàm, thì cái dòng này người ta gọi là cái dòng dòng là kia gọi là kia cái nó có gọi là mô tả hàm, cái anh gọi là doc string hay là mô tả hàm, thì tôi nói ý nghĩa sau nhé. Rồi cái rất hay là gì, là nó cho chúng ta, nó cho cái người viết đấy mô tả ngay ý nghĩa của hàm ngay phía trên. Thực ra cái này là cái anh Python rất là hay, anh Python là cái ông tác giả của Python ấy, ông thấy rằng đa số những người viết trình chuyên nghiệp ấy họ bao giờ cũng viết cái mô tả hàm ngay ở phía dưới cái dòng mô tả hàm,
Và ngay trước chương trình đa số người lập trình là như vậy, cho họ chính quy trình họ đưa cái này vào. Thì đáng lẽ cái phần này này là phần là đáng lẽ là cần phải mô tả bằng một cái kiểu như này, bằng một cái như thế này. Đấy thì không sao, làm một cái, làm comment, làm một cái comment. Nhưng mà đối với Python rất hay là chúng ta có thể bỏ comment ra, và đây là một cái phần khai báo chính xác rất là hay của Hà. Được rồi, tôi làm như sau nhé. Tôi dùng cái biến cao để chúng ta đếm cái ước số thực tế của header mà chúng ta chạy cho y chạy từ một nhé, không chạy không chạy từ một cho n trừ một for y in range đầu từ một đến n cho đến n trừ một, đúng không? Và ta kiểm tra nếu if bằng là y chiết n chiết cho y, tức là cái này bằng không, thì chúng ta tăng cái tăng cao lên một đơn vị đó, thấy không? Và sau đó khi bằng kết thúc cái vòng for này thì chúng ta sẽ dùng cái từ là return, return cả. Thì đây là cái hàm enter này, thì đây là cái hàm UTS, là cái hàm đếm số các ước số thực sự của n. Đây thì bây là UTS như là của một thì nó sẽ là không, UTS của bốn thì nó là hai, là không một và hai, UTS của 10 đó là mấy, đó là ba, tại vì nó là một này, một hai và năm, được chưa? Đó thì đây chính là cái UTS. Thì bây giờ tôi mô tả cái dòng này nhé. Cái dòng này nếu chúng ta viết tất nhiên một comment thì không sao, mình viết như này thì máy sẽ làm như sau. Vì chúng ta viết bìa chúng ta viết là UTF là chúng ta viết cái dòng này đọc đây. Thế đây là cái phần đây là phần nâng cao thêm đấy nhé. Thì đây khi chúng ta viết tên hàm đây, và đây là cái phần đọc của nó đấy, thì gạch dưới hai cái đọc ở dưới, thì đây chính là cái mô tả. Và đây cũng là một cái để chúng ta thấy là chúng ta có thể dùng cái thuộc tính doc này để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của các hàm ở trong Python. Thì chúng ta nhận lệnh cái hàm print không, hai bên chúng ta biết chấm này xong doc, thì đây chính là cái mô tả của hàm print nó dài như này. Đây chính là cái phần mô tả hàm, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta biết thêm được cái đọc rồi nhé, là một phần là cái nâng cao, học sinh là không không hề biết nhé, học sinh chưa biết, học sinh cũng được học cái này, nhưng mà chúng ta nên biết là hoàn toàn có thể dạy cho học sinh. Thế ngày đấy thứ hai khi mô tả một cái hàm như này thì cái dòng đầu tiên đó mà làm một show ấy thì nó chính là kia gọi là cái tắp, tiếng Anh nó gọi là cái này, là tiếng Anh nó gọi là cái này, tiếng Anh nó gọi là thì tiếng Anh nó gọi là doc string của hàm. Và khi chúng ta mô tả cái hàm đó thì cái hàm này khi chúng ta có cái hàm rồi thì muốn muốn mà hiển thị lại cái doc string, chúng ta chấm gạch dưới hai cái, sau là doc gạch dưới hai cái. Và cách chúng ta mô tả cái doc ở đâu là chúng ta làm như sau. Khi chúng ta viết là def, sau là tên hàm bất kỳ nhé, tên hàm, sau đó là mở ngoặc là các cái tham số hai chấm, thì ngay dòng dưới cùng, ngay dòng tiên chúng ta sẽ mô tả doc string. Khi chúng ta mô tả dùng một string này thôi, một cái này thôi, mô tả gì đó nhé, thì nó chỉ trên một dòng thôi. Còn nếu chúng ta mà mô tả dài ra trên nhiều dòng thì chúng ta làm như này, thì chúng ta mô tả như thế này. Chúng ta dùng cái cách này. Nếu mà tôi muốn mô tả cái doc string này dài ra, tôi làm như sau. Trên nhiều dòng thì tôi gõ như sau, tôi gõ là như này, là ba dấu nháy kép. Chúng ta tha hồ mô tả xuống dòng vô tư nhé. Bây giờ là gì? Không biết tôi từng nói rồi đúng nhỉ? Ba cái dòng mô tả này, khi chúng ta mô tả ba dấu nháy nhé. Cái sâu ký tự mà mô tả bằng ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể xuống dòng vô tư cái sâu đó. Đó. Mà cô đơn luôn là ở trong Python thì cái khi các cái sâu ký tự mà nằm trong ba dấu nháy kép như này
thì đóng đóng vai trò luôn là các cái chú giải comment của chương trình trong trong Python. Nhưng mà cái ba dấu này mà nằm ngay sát kia đằng sau cái tên hàm thì nó chính là doc string của hàm, hay chính đây chính là cái phần mô tả hàm nhé. Rồi thì được vậy, tôi vừa mới các bạn đã hiểu không nhỉ? Vậy là UTS là cái hàm mà là cái hàm để mà kiểm tra xem n có bao nhiêu là ước thực sự. Thì chúng ta đã dùng hàm này, chúng ta có thể làm hàm khác. Đây, mình sẽ làm cái hàm tiếp theo là đầu vào là n và đầu ra kiểm tra xem n có phải là số, có phải là số nguyên tố hay không nhé. Một cái bài tập mà một cái hàm rất là hay mà nói chung là cứ học sinh học bình thường là phải học. Cái hàm tiếp theo là hàm là kiểm tra xem thiết lập cái hàm. À, đây thiết lập một cái hàm. Hàm này sẽ như sau. Hàm này đặt tên là prime, cái hàm rất là nổi tiếng mà ở đâu thì nào cũng có hết. Đây là hàm prime đây. Hàm này là gì? Hàm này sẽ trả lại là true nếu n là nguyên tố và trả lại là false nếu n là hợp số. À, n không phải là nguyên tố. Mà chúng ta đã biết rồi, số 1 được không không được coi là nguyên tố nhé, số 0 không được coi là nguyên tố, tất cả các số âm đều không coi là nguyên tố, các số dương, các số tự nhiên thì là ví dụ số 2, số 3, số 5, số 7, qua số 5, số 7 là số nguyên tố. Số nguyên tố là số mà nó chỉ có ước số là chính nó và một, nhưng mà trừ ra số 1 và số 0 thì không tính nhé. Thì như vậy là cái hàm là cái hàm cái hàm mà nguyên tố này có rất nhiều cách, có rất nhiều cách cách viết các bạn ạ nhé. Thì chúng ta có thể cho học sinh làm rất nhiều dạng khác nhau. Ở đây tôi mô tả một vài cái nhé. Cách đơn giản nhất là chúng ta sử dụng ngay cái hàm UTS này, là cái hàm tính số thực sự của n. Như vậy là cái một cái số mà là số là mà là số nguyên tố thì chỉ khi là nó chỉ có một ước số thực sự. Rồi chúng ta làm như sau. Thì cách mà đơn giản nhất là chúng ta sử dụng lại cái hàm này. Còn chúng ta có thể dùng 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 cách khác, nhưng tôi mô tả cách là chúng ta dùng lại cái hàm này nhé. Thì đây. Thì hàm này như sau, hàm này nó sẽ trả lại true nếu mà UTS bằng 1, một ngược lại thì nó bằng là for là for. Như vậy nó như sau. Chúng ta sẽ lập tức chúng ta chỉ biết là return UTS n bằng bằng một, đúng không nào, return, xin lỗi, nhầm, đúng rồi, cái này thôi, trả lại cái này thì nếu UTS n bằng một thì nó trả lại là true, còn ngược lại thì nó trả lại false. Đây là cách, đây là cái này dài viết ngắn nhất của nó đây. Đây là prime ở đây nhé. Ví dụ như là prime prime là số 7 chẳng hạn, thì nó trả lại là true. Đấy. Còn còn là prime ngay cả số với số số 0 thì nó vẫn là số 1 thì nó vẫn là false. Thế đây là cách rất là ngắn nhất nhưng mà chưa phải là tối ưu nhất, nhưng mà cách rất là rất hay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ em tôi sẽ làm thêm một vài cách viết khác nữa nhé. Cách viết này là cách viết là cách cái hàm này là gì, là cái hàm mà đếm các cái ước số thực sự của n, thấy chưa? Thì tôi sẽ viết lại một số cái hàm khác. Đây là mà tôi viết cái hàm thứ hai cho chúng ta thấy nhé. Tôi ký hiệu là hàm prime 1 hay là prime 2 đi nhé, cho nó khác nhau để còn lẫn với cái hàm ở trên. Thì cái hàm này tôi sẽ viết viết lại đầy đủ giống như cái hàm ở trên, nhưng lại đầy đủ cho các bạn thấy nhé, đầy đủ. Thì cái hàm ở trên này là như này, cái hàm UTS là cái hàm này, đây là for này. Hàm này làm như sau nhé, viết lại nhé. Tôi chỉ việc copy cái này lại thôi. Đấy. Copy cái này lại thôi nhé, này copy đây 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 nhé. Đấy. Không, copy lại đây đây. Copy ra đây nhé. Thì tôi đếm đếm xem là cách thứ hai là tôi viết là tường minh cái hàm trên này là như sau nhé. Cao này bằng 0 này và cho y chạy từ 1 đến n trừ 1 và kiểm tra nếu y là ức của n thì cho ta tăng cao lên một đơn vị. Vậy sau lệnh này thì cao nó sẽ gì, là số ước số thực của n, được chưa?
Và sau đó thì là nếu mà cao bằng 1 thì nó là nguyên tố, còn không thì nó không là nguyên tố, và chúng ta return. Chúng ta có thể viết theo đúng từ mình dễ hơn nhé, là if cao bằng 1 thì chúng ta return return true là nguyên tố. Ngược lại else chúng ta return false. Đây là cái primer 2, là cái cách viết tường minh hơn cái phần ở trên này. Bạn thấy không nào? Chúng ta có thể ghi chép lại cái này nhé, để chúng ta dùng trong các bài tập sau này. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau làm ghi lời giải khác của bài này nhé, mà nó sẽ ngắn hơn một chút. Đúng không nào? Cái bài này là chúng ta cho y chạy và chạy suốt từ một cho đến n, nó hơi mất, nó hơi ấy quá. Chúng ta sẽ giảm đi, giảm đi n chia 2 chẳng hạn, hay giảm đi nữa n là căn 2 của n. Chúng ta làm như sau nhé, bây giờ tôi viết một cái hàm nữa này. Đếm cho nên bài này là ngắn hơn nhé, đếm này prime này. Hai mà đây là ba nhé, cách làm cái làm tính thứ ba nhé, n. Cái bài này tôi sẽ làm tốt hơn của cái hàng trên nhé, là cho tôi không cần tính, không cần chạy, không cần tính suất từ một đến n chỉ một, mà tôi đến cái số nguyên đầu tiên vượt quá n, vượt quá căn hai của n, hay vượt quá n chia 2. Tôi để người copy lại ở đây nhé, này. Hay. Hình như sau này tôi sẽ sửa cái này là hoặc các bạn thì sửa cái này là căn M2 chia 2 cộng 1, cái này cũng được, vẫn là nhanh hơn là ở trên này rồi. Còn nhanh hơn nữa chúng ta làm như sau, chúng ta dùng cái hàm round hàm làm tròn, đúng không? Làm tròn là n mũ 0.5, tức là n gì, là n căn 2 đấy, đúng không? N căn 2 sau đó là cộng 1. Thế nên là một cái giải nữa cũng rất là nhanh, tức là cái giải này nó giảm đi rất là nhiều rồi nhé, giảm rất nhiều rồi đó, được chưa? Rồi thì với cái này là chúng ta có enter là cũng ra được, nhưng mà cái prime 3 vẫn đúng nhé. Này tôi kiểm tra cái prime 3 tự nhiên là 10, nên trả lại nó sẽ phải trả lại là false. Đấy, như vậy là đây là cách 1 này, đây là cách 2 này, đây là cách 3 này. Đấy. Bây giờ chúng ta làm thêm một cách 4 nữa nhé, cái 4 là nó sẽ nhanh hơn nữa nhé, nhanh nữa là như sau. Bây giờ chúng ta làm như sau, nhanh hơn nữa là chúng ta mình thực hiện luôn cách nhé, ta có rất nhiều cách làm khác nhau. Đây là prime 4. Những cái bài này là các bạn có thể cho học sinh tự do phát triển, tự do suy nghĩ, làm thành những cái bài tập cho học sinh tha hồ mà tư duy. Học sinh có thể làm cái kiểu khác nhau tùy ý, miễn là đúng là đáp số là được. Với học sinh lớp 10 thì chưa cần học đến cái tối ưu, chưa cần học đến những khái niệm mà về thời gian thuật toán hay về gì đó, chưa cần, nhưng mà miễn là làm ra được là ra. Còn học sinh nào nó có cái tư duy một chút là làm cái này nhanh hơn cái khác tốt hơn thì càng tốt. Rồi cách tôi làm nhanh hơn nữa nhé, là chúng ta như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ suy luận là nếu một số mà là hợp số không phải nguyên tố thì bắt buộc phải có một cái ước số thực sự mà lớn bằng 2. Như vậy tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ với một n tôi sẽ kiểm tra bắt đầu từ từ hai, trở đi, từ hai thì kiểm tra tôi tăng tăng cái hai lên, và nếu mà tôi mà tìm thấy một cái ước số bất kỳ đầu tiên là ước của n mà cái số đó mà là ước ước của n đấy mà là khác n, thì tôi lập tức tôi dừng lại và thông báo luôn là hợp số. Được chưa? Tôi làm như sau nhé, bây giờ cái này làm như sau này.
Thông báo luôn là không 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 là nguyên tố chứ. Thôi. Như vậy là số được. Như sau nhé, bây giờ if này, tôi lại kiểm tra này, if mà n mà nhỏ hơn 2 thì tôi lập tức tôi return luôn cho nên dễ nhé. Thì lương thông là false. Rồi. Như vậy này là ở trong một cái hàm có thể có nhiều nhiều dòng có chữ return, nên vì hàm này là có chữ này là có 2 dòng có return chứ không phải 1 dòng nhé, không sao cả. Vậy chúng ta là biểu diễn cái hàm đó là chính xác. Như vậy hàm này tôi sang lại là với n mà nhỏ hơn 2 thì tôi trả lời về luôn là false, và ở đây tôi chỉ xử lý với n lớn bằng 2 thôi nhé. Thì làm như sau, tôi cho k bằng cho k bằng bằng 2 được chưa. Bây giờ tôi kiểm tra như câu là y này, yk mà nhỏ hơn n, nhỏ hơn n, n n là chừng nào mà nhỏ hơn n và k khác không. Tôi sẽ tăng k lên. Nếu k mà chưa phải là ước cuối nơi, tôi tăng k lên cho đến khi mà k nó dừng lại khi nào? Nó dừng lại khi mà k bằng n hoặc là k là ước của n, được chưa? Đấy, tôi làm như vậy. Đấy, hiểu chưa? Đây là cái nhé, như vậy cái đó. YK nhỏ hơn n và n chia cho k khác không, tức là n không chia cho k thì tôi tăng k lên 1 đơn vị. Như vậy cái vòng lặp này nó sẽ dừng lại khi nào? Nó dừng lại khi chỉ khi hoặc là k là ước của n, thì khi đó k thì n sẽ là hợp số, còn hoặc là k bằng n. Nếu k bằng n thì nó sẽ không, k bằng n thì nó sẽ là nguyên tố. Vậy là đây, nếu mà n bằng 2 nhé, n bằng 2 thì cái chỗ này nó sẽ không, nó sẽ dừng ngay và thông báo là k nguyên tố ngay nhé. Vậy như sau này, bây giờ làm như sau nhé, đây nhé, bây giờ đây là if k bằng n thì lập tức là thông báo là return true, n là nguyên tố. Ngược lại, trả lại lý thường false. Đây là một quá trình, đây là một trình rất là ngắn, trình này chạy rất nhanh vì mà tôi yêu cái này là ngắn hơn tất cả so với quá trình khác nhé. Đấy. Tôi kiểm tra một chút nhé, primer. Bốn. Này. Cái này là font. Kiểm tra một chút là prime. Một bây giờ làm một cái ví dụ nhé. Để ứng dụng cái hàm này nhé. Ví dụ tôi in ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1.000. Thế là như sau nhé. Nên tôi viết là n bằng bằng 1.000 này. Và tôi for k in range chỉ từ 1 đến n, chỉ từ 1 đến 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 1.000 đến 1.000 n 999, và kiểm tra if bất kỳ. Chúng ta có 4 hàm nhé, chúng ta có 5 hàm luôn. Hàm prime này, prime 2 này, prime 3 và prime 4, dù hàm nào cũng được nhé. Đây là hàm đầu tiên nhé. À, nếu mà là nguyên tố thì chúng ta print ra này. Đây là cái bài dùng cái n này, đây là cái bài mà rất đơn giản thôi, là in ra dãy các số nguyên tố nằm trong khoảng nhỏ hơn 1.000. Các số nguyên tố nhỏ hơn 1.000.
Nó thử bắt đầu như 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9, 23, 29 là đúng rồi nhé. Đó. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có thể xem lại phần trên nhé. Chúng ta có 4 phần liền đấy. Còn đây tôi một chút. Alo. À, đúng rồi đấy. Ai đây? Bây giờ em bạn các bạn với tôi qua Zalo đi, nhưng mà bây giờ tôi đang bận, tôi dạy online rồi, đến dạy xong tôi sẽ liên lạc với bạn nhé. Mình đang dạy, học. Các bạn Zalo mình nhé. Được chưa? Nhưng mà tôi vừa mới như tôi làm thêm một vài hàm nữa nhé, để chúng ta có cái gọi là cái thói quen, tức là như vậy. Qua thế, như vậy là chúng ta định nghĩa cái hàm và có thể tạo ngay ra những cái hàm đơn giản rất nhanh, chỉ một vài cái lệnh thôi là chúng ta có thể cho học sinh làm quen với những cái hàm. Bây giờ tôi sẽ mô tả những cái hàm nó không nào nó phức tạp hơn một chút nhé, nó khó hơn một chút, chúng ta thấy nhé. Ví dụ như là cái hàm bây giờ đầu vào của chúng ta là n là một cái năm, và hàm này sẽ trả lại giá trị là đúng nếu mà nó là nhuận, và ngược lại thì trả lại là false. Cái này chúng ta biết rồi, bây giờ chúng ta sẽ mô tả bằng hàm. Đây, hàm này tôi kiểu là hàm def nhuận, đầu vào là n. Như vậy hàm này trả lại đúng nếu n là nhuận, trả lại sai nếu n không phải là nhuận. Cái này chúng ta biết rồi thì chúng ta chỉ việc ta viết luôn này, chúng ta viết luôn là ta dùng từ return luôn cho nó dễ này. Return này, nghe điều kiện của nó gì? Điều kiện của em nên nhận là n hoặc chia hết cho 400, n chia cho 400 bằng 0, đúng không? Hoặc là điều kiện là n là không chia cho 100 và n chia cho 4, là n chia cho 4 bằng 0, n đồng thời là n là không chia hết cho 100. Thế này, cái đơn giản như này thôi, enter. Đó chính là cái nằm nhuận. Vì chúng ta biết là nhuận nhé. Nhuận này. Nhận như là 2022 thì nó trả lại là gì? Nó trả lại là false. Như vậy 2022 là không không phải là nhuận. Để chúng ta kiểm tra nhận là cái năm tiếp theo như 2024 nhé, xong vào là nhận hay không thì nó là true. Vậy 2024 là năm nhuận. Nhưng mà đây là cái hàm mà mô tả cái năm nhuận rất là dễ, rất là đơn giản, được chưa? Được rồi. À, thì đó là cái em là thêm cái hàm nhuận nữa. Bây giờ tôi mô tả thêm cái hàm nữa thì cho chúng ta thấy nhé, là cái thằng Python rất hay, là cho phép chúng ta là trả lại là nhiều giá trị. Chúng ta biết rồi, chúng ta từng làm rồi. Vì tôi mô tả cái hàm def đơn giản nhé, hàm def ví dụ như là hàm f x y đây, x y thì hàm f này nó có thể gì, trả lại giá trị là hai giá trị, nó trả lại là đây return này, x cộng y x y. Thế như vậy là cái này là cái đặc biệt, cái này hay mà trong Pascal, trong C chúng ta hơi ít thấy nhé, là hàm nó có thể trả lại là hai giá trị đó. Và khi hàm này trả lại, khi mà tôi nhận hàm làm như sau, tôi viết như sau nhé. Tôi viết là a phẩy b bằng f 10 7, thì hàm này là hàm là hai giá trị. Khi mà tôi gán là hai giá trị. Như vậy A nó sẽ ứng với gì? A ứng như là tổng của là 10 cộng 7 và B chính là 10 trừ 7. Enter đây. Đó, thì A nó chính là 17 và B nó chính là 3. Như vậy là một cái hàm có thể trả lại là một giá trị hoặc là nhiều giá trị. Đây là ví dụ đơn giản một cái hàm trả lại nhiều giá trị. Thì ở trong Python cái này nó rất đặc biệt luôn, nó rất là hay. Chúng ta trả lại là vô tư có giá trị thì là trả lại thế nào cũng được. Hoặc như thế này. Nó có thể trả lại đầu vào của nó là có thể là một cái dãy, là một cái list, và trả lại là một cái list khác. Được chưa? Ví dụ nhé, đếm này. Bây giờ đầu vào, như bây giờ nhanh, đầu vào của chúng ta là một cái dãy và một cái list, và tôi trả lại giá trị là một dãy ngược lại đối 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 dãy đó. Dãy ngược. Thì làm được không? Làm được. Đây. Đầu vào của tôi lần này tôi đặt tên là ngược nhé. Ngược ngược đầu vào là a,
mà chẳng lại giá trị của nó là cái dãy ngược lại của A. Thì sao tôi viết là B bằng A, phải là viết như này, B bằng A đây, cách cái viết là ngược là như này nhé, đây thì dùng cái này. Đây là cái cách mà mô tả cái chỉ số của vùng là kia gọi là cái khái niệm là slicing, như mô tả dãy ngược kia, dãy ngược lại của A nhé. Thế mà tôi return B. Cái cách này là cách viết, này là cách viết mà A nó không thay đổi khi thoát ra, A nó không thay đổi. Xong, đi A nhé. A của chúng ta là 1 2 3. Được chưa? Vì tôi viết là B bằng ngược của A. Được chưa? Như vậy giá trị của cái hàm này lại là một cái dãy khác, trở lại là B thôi, đây là đi hơn là B đây nhé. Đó thì bị là ngược như này, cái enter thì A không thay đổi, A nó vẫn như cũ, 123 nhưng B đây, B là cái này. Các bạn chú ý nhé, nếu như này là sai này, nhưng tôi viết như này, tôi viết là reverse tạo dãy ngược thì cái này là cũng phải đúng mà sai mà có thể bị sai nhé. Đây này A nhé, nếu như mà tôi viết là A chấm reverse dùng cái phương thức reverse của A đó, sau tôi return A thì vẫn được nhé. Nhưng mà A đây bây giờ là A của chúng ta đang là 123, khi tôi viết là tạo dãy ngược A enter, hay thì làm nó trả lời giá trị là 321, nhưng mà thân A cũng thay đổi, mà thân A cũng thay đổi theo. Chỗ này là chỗ bạn chú ý, chỗ này chỗ là lát tôi sẽ thấy đi sau nhé. Vì sao A là A thay đổi theo là vì đây này, cái hàm này là khi chúng ta đầu vào là A nhé, cái lệnh mà A, cái phương thức A reverse nó sẽ làm thay đổi A đi, thay đổi các giá trị của A, thay đổi ngược lại, thay đổi cái đối tượng A. Cho nên mặc dù có trả lại A đi nữa thì khi mà thoát ra thì A cũng thay đổi. Cái này là cái mà hôm trước tôi từng nói hơi khó một tí, nhưng mà tôi từng nói ở trong cái buổi, có một cái buổi tôi nói về cái gọi là cái tính năng nâng cao của Python ấy. Thì khi chuyển giá trị vào thì ở trường hợp này nó chuyển đối tượng vào, nó chuyển đối tượng A vào. Đó, chuyển từ A vào đây nhé, chuyển từ đây này, chuyển từ đây vào vào trong hàm A. Thì lệnh A reverse là phương thức nó sẽ làm thay đổi giá trị của A, nhưng không làm thay đổi đối tượng A. Đó. Tất cả những cái lệnh cơ bản vì 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 list là cái kiểu dữ liệu là khả biến, cho nên những cái lệnh như là append hay là reverse là những lệnh mà thay đổi giá trị của A nhưng không làm thay đổi đối tượng A. Cho nên khi mà chính như vậy mà khi mà chúng ta đưa cái A này vào thì khi thoát ra A nó sẽ thay đổi theo, A thay đổi theo về mặt giá trị, không thay đổi về mặt đối tượng. Khi tôi chạy cái lệnh là tạo dãy ngược A như này thì khi thoát ra A cũng thay đổi theo. Bây giờ muốn tạo dãy ngược A mà A không thay đổi thì hoặc làm cách này, đây là cách này nhé, hoặc nếu các bạn muốn dùng lệnh này thì ta làm như sau. Để hơi phần nâng cao nhé, tạo dãy ngược này, tạo dãy ngược cho nó nhanh nhanh nhé. Bài này là như sau, bài này tôi sẽ trả lại dãy ngược của A, ngược của A. Nhưng A không thay đổi, nhưng A không không thay đổi, không thay đổi. Xong xong lệnh, xin lỗi, tôi để trong dấu A nháy 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 chứ, 123 nhé, bên này là 123, đây là phần mô tả hàm. Rồi, là như sau, chúng ta vẫn có thể dùng hàm reverse nhưng mà làm như này, chúng ta dùng lệnh là B bằng A chấm copy tổng cộng cái bản sao của A, sau tôi sẽ viết là B chấm reverse. Đấy, thì chúng ta dùng vô tư reverse, dùng phương thức reverse, nó chúng ta return về thì hàm này nó sẽ trả lại cái dãy B là ngược của A nhưng mà A không thay đổi, vì ở đây chúng ta làm thiện lệnh ngược đó ở trên một cái đối tượng khác, đối tượng B khác, là một bản sao của A về mặt giá trị nhưng mà làm đối tượng khác, cho nên A không thay đổi. Xong thì A của chúng ta, A này A bằng 1, 2, 3. Được chưa? Chúng ta viết là B bằng tạo dãy ngược A. Enter.
thì B là bị là B, là B là ngược lại của A, nhưng A không thay đổi. Được chưa? Bạn thấy nó hình, nó đúng là nó hơi phức tạp đúng không? Nó hơi khó đấy. Ừ. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm một cái bài tập nhé, nhập cho bàn phím một dãy số. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp dãy số đó và in ra màn hình cái dãy mới đã sắp xếp nhé. Làm chương trình như trận này hay. Làm chương trình như sau là chúng ta sẽ nhập nhập một dãy số tạm nhập dãy số trên trên một dòng từ bàn phím nhé. Sau đó chúng ta sẽ in ra dãy góc. Sau đó là in ra cái dãy đó đã được sắp xếp. Tôi phải dùng cái hàm là hàm sắp xếp dãy đó. Cái hàm nó rất là giản. Đây như sau nhé, đây. Đây là cái hàm mà là như sau, hàm là nhập một dãy số từ bàn phím. Bàn phím. Sau đó là in ra dãy đã được sắp xếp, đã được sắp xếp tăng dần nhé. Tôi dùng hàm mà dùng hàm lấy viết lấy chứ tôi không dùng hàm có sẵn của Python, được chưa? Rồi làm như sau nhé. Bây giờ đây là một chương trình mà hoàn chỉnh. Tôi sẽ ghi ra trước nhé để chúng ta có cái lớp chúng ta lớp đây trong cái phần project nhập và sắp xếp dãy nhé. Rồi thì sắp xếp dãy của chúng ta là nó là một cái mà chương trình con độc lập. Tôi sẽ mô tả cái hàm riêng nhé. Đây tôi viết là def sắp xếp a, vậy tôi mô tả cái hàm riêng. Thế đây là chúng ta đã áp dụng cái chương trình chúng ta đang vừa hàm. Như vậy chương trình chúng ta sẽ dùng cái hàm để sắp xếp A nhé. Đây. Cái hàm này sắp xếp lại dãy A và sắp xếp luôn dãy A luôn. Như vậy chúng ta không cần phải tạo ra cái bảng sao nữa nhé. Giờ bây giờ tôi đang nhớ lại cái lệnh kỹ thuật toán sắp xếp mà mức độ đơn giản là chúng ta sẽ duyệt tất cả các cặp IJ ở trong dãy A, I nhỏ hơn J. Thì nếu AI mà lớn hơn AG thì chúng ta đổi chỗ. Để, như sau nhé. Chúng ta biết chúng ta gọi N bằng len của A cho nó thuận tiện theo len của A. Sau đó là for cho Y in range cho Y chạy từ 0 cho đến N trừ 2. N trừ 2. Sau đó chúng ta for G chạy từ Y cộng 1 đến N-1. Đây. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra if y là gì, y mà i lớn hơn AJ, tức là cái cặp y AJ đó, AJ đó không đúng chỗ thì chúng ta sẽ đổi chỗ. G bằng AJ phải à thì được chưa? Thế đây chính là cái hàm mà hàm dạng cái như là cái hàm hàm hay không chẳng giá trị là như nó như là một cái thủ tục thôi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình chính của chúng ta sẽ như sau, sẽ là đây tôi viết luôn như là một comment đây là chương trình chính ở đây là cái hàm nhé, chương trình chính đây, chương trình chính. Rồi chương trình chính là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím một cái dãy số nhé. Thì trước tiên tôi viết cách đơn giản đã nhé, chúng ta không biết cách làm một cách nhanh vội như sau này. Tôi nhập từ bàn phím một cái dãy số và tôi sẽ đưa nó vào A và chúng ta dùng cái hàm sắp xếp này để cho sắp xếp lại và in ra dãy A đó. Được chưa? Rồi như sau này thì bằng input nhập một dãy số từ bàn phím nhé, nhập dãy số nguyên từ bàn phím. Đã. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dùng hàm split chúng ta tách ra, chúng ta đưa vào dãy A. A là s.split
Nhưng mà chưa xong, chúng ta vì nhập vào là dạy các cái số, nhưng mà máy hiểu là một số ký tự. Khi dùng hàm split chúng tách ra thành các cái số con thôi, chúng ta phải dùng cái hàm nữa chúng ta sẽ chuyển đổi. Chúng ta dùng lại là for i in range len a, chúng ta dùng cái hàm in, chúng ta đổi i bằng in a i. Được chưa? Như vậy là tới đây thì mới là xong. Như vậy là ba lần này thì mới xong được cái việc là ta nhập một cái bàn phím vào cái dãy A để chúng ta có thể in ra, chúng ta print A ra trước. Vậy trước khi sắp xếp chúng ta dùng in ra cái lệnh in ra sẽ ta sắp xếp nhé, ta nhập vào. Sau chúng ta thực hiện cái hàm, gọi cái hàm sắp xếp đây như là một thủ tục thôi, chúng ta gọi là sắp xếp. Thì cái hàm này khi mà gọi xong thì A nó cũng thay đổi theo, A là sắp xếp luôn. Vì ở đây chúng ta dùng cái lệnh này, đây là những lệnh chúng ta can thiệp trực tiếp vào các giá trị của A, và như vậy A không thay đổi, cái đối tượng A không thay đổi, nhưng mà giá trị A thay đổi. Và bây giờ chúng ta sẽ print A ra ngoài. Print A. Như vậy cái này là in ra A là chưa sắp xếp. Còn cái lệnh phía dưới này in ra A nó sẽ sắp xếp rồi nhé. Đó. Các bạn đã hiểu chưa? Chúng ta kiểm tra, tôi nói lại nhé, tôi mô tả lại cái hàng của chúng ta, chỉnh chúng ta này, gồm có một cái hàm ở phía trên và phía dưới chúng ta, đây là phần gì chính đây. Đấy. Gồm có phần này là phần nhập từ bàn phím một cái dãy số, nhưng mà cần ba lệnh mô tả xong được lệnh nhập vào phím dãy số. Sau đó chúng ta sẽ in ra in dãy A trước khi sắp xếp, chúng ta gọi cái hàm sắp xếp. Đấy. Cái này hàm này là hàm, đây là hàm void, hàm không có chị trả lại nhé, và gọi xong thì in ra, in kết quả ra, in chị lại. Như vậy cái dãy A sau khi sắp xếp xong nó sẽ thay đổi giá trị mà xếp theo thứ tăng dần. Đó. Mình in ra hai lần A nhé, mình ta kiểm tra, ta nhập vào này, tôi chạy này, đó, chạy thử nhé, đó, đây, nhập cái số đây nhé, tôi nhập ví dụ như là 10, 0, trừ 1, 80, 20, 5, 3, 9. Vậy nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Lập tức máy, đây dãy trên chính là dãy chúng ta nhập vào chính xác đây. Còn ở dưới là dãy nó xếp lại theo thứ tăng dần. Là trừ 1, 0, 3, 5, 9, 10, 20, 20, 80 đây. Các bạn đã hình dung được chưa? Như vậy một trình, đây là một trình các bạn thấy là cách viết, tôi mô tả đây một cách viết là tương đối là, chúng ta hình dung đây là một cách viết theo mà tất cả gọi là viết rất là chuẩn nhé, là chuẩn, không có, rất là hay, rất là gọi là thế này là đúng là gọi là lập trình là đẹp, cũng là đẹp, nhìn vào một chương trình là thấy rõ là cái như vậy là như rất là chuẩn, được chưa? Bây giờ tôi sẽ sửa lại một chút cái bài này nhé, tôi sửa lại cái chỗ này cho thành nhanh nhé, để cho với đầy đủ này. Bây giờ tôi CVS sang chương trình số 2 để chúng ta, tôi sẽ viết lại này cho nó gắn lại một tí nhé, sẽ là hai này, hai nhé. Đây. Bây giờ hai tôi sửa như sau, tôi sửa ba cái lệnh này, ba cái lệnh lệnh này, bốn lệnh nhé, bằng một lệnh thôi. Như vậy cái việc mà nhập từ bàn phím dãy số tôi đưa vào thành đúng một lệnh thôi, thì làm được không? Làm được. Đây là cách mà hồi trước nói rồi là cách gọi là tạo dãy nhanh. Thì cái phần tạo dãy nhanh này là không nói cho học sinh biết, nhưng mà theo tôi thì là nếu học sinh mà khá giỏi thì chúng ta được quyền nói cho học sinh, biết là học sinh hiểu. Học sinh mà chưa hiểu chúng ta không nên nói, còn cả lớp mà hiểu thì chúng ta được phép nói và nên nói. Để chưa, việc toàn bộ bốn cái lệnh mà màu vàng đó tôi sẽ viết lại thành đúng cái lệnh thôi, thì viết như thế nào thì viết như sau nhé. Thì đây là cách mà gọi là dùng gì, dùng gọi là tạo dãy nhanh. Tôi viết là A bằng đây in x for x in, in cái gì, in cái này, tôi copy thêm một cái này lên này, để chính là số s nhé. Đây. In cái này, in. Đấy. Xong chấm split, xong. Đấy. Thì như vậy bây giờ toàn bộ cái này bút này có thể xóa đi này. Đấy, xóa đi nhé, thì chương trình sẽ ngắn hơn rất là nhiều lần. Đó. Nhưng mà với học sinh nào mà chưa hiểu viết này là học sinh rất khó hiểu,
chúng ta thì không hiểu nữa rồi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rồi đấy, thì chúng ta thấy là nó, bây giờ tôi mở cái file một ra nhé, là đến nhập đâu rồi, nhập và sắp xếp dãy nhé. Đây, ở cái bên này là cái bên tôi vừa làm đây, thì chúng ta mất vốn lệnh để nhập dữ liệu vào. Còn bên này là mới đây, chúng ta được một lệnh thôi, lệnh thôi. Đấy. Là A này bằng là in A for x in, in cái gì, in input này. Đây chính là cái SC này, đây chính là SC ở đây nhé. Xong rồi split thì chính là A đây chưa? Như vậy chính là gọi là in, như vậy là in x for x in A. Thì nó chính là cái này này. Chính là cái này. Rồi, bây giờ tôi chạy thử nhé. Này, 8 này, trừ 9 này, 0 này, 1 này, 7 này, 5 này, 2. Kết quả đúng như vậy nhé. Chính xác. Đó. Các bạn đã hiểu được chưa? Có hiểu cái này không nhỉ? Có ai chưa hiểu đâu? Đây. Như vậy ngay từ học về 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 gọi là cái phần hàm nó quá đơn giản đi, cho nên là ngay từ đầu chúng ta đã có thể làm những bài tập mà để cho học sinh từ đơn giản cho đến trung bình, là cho học sinh có thể hiểu được. Chúng ta nên cho học sinh làm bài tập từ đơn giản đã, không không nên không nên không nên cho học sinh làm những bài khó nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một số cái bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo này. Trước khi chúng ta lại quay lại các bài tập. Nói chung cái phần hàm là phần rất nhiều bài tập luôn. Là cái bài tập tổng hợp lại của cả phần list, cả phần string, thì hàm là tổng hợp lại của tất cả cái phần đó. Rất nhiều bài tập khác nhau. Rồi, thì bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo là cái em trong sách giáo khoa cũng nói là có một cái bài số 2 là bài nói về cái em nói về cái gì nhỉ? Cái em cái khái niệm là tham số và đối số. Khi chúng ta mô tả các hàm thì các cái tham số mô tả đây này, A đây này, đấy, ví dụ đây là A đây này. Khi mà mô tả hàm nhé, thì những cái biến biến nhớ mà mô tả trong khai báo hàm thì người ta gọi đó là tham số. Còn khi mà gọi hàm thì những giá trị mà đưa vào khi gọi hàm thì người ta gọi đó gì? Người ta gọi đó là đối số. Chứ đối với Python này ngay từ đầu là có những sự khác biệt để mô tả. Như vậy đối với Python thì là hàm thì nó có khái niệm là tham số và đối số. Hàm nhé, hàm trong mình có cái tham số, khái niệm là tham số và khái niệm thứ hai là khái niệm là đối số. Khi tôi báo là def f xy gì đó thì xy này chính là cái xy này chính là tham số. Cái tham số là những cái biến mà được mà được mô tả trong cái khai báo, thì cái xy này người ta gọi nó là tham số nhé, tham số. Tham số này thì tiếng Anh là parameter. Còn khi gọi hàm tôi gọi là f một hai, hoặc tôi có thể gọi một cách khác là như là f A, B, quý có thể là khác nhau, quý nhé. Đấy, thì hào có thể gọi là F, I, X. Không vô tư, cái gọi hàm này nó vô tư lắm, bất cứ biến tự nào. Thì những cái 1, 2 này, hay là A, B này, hay là I, X này, thì cứ là cái này nó gọi là đối số khi mà gọi hàm. Đối số. Tiếng Anh nó là argument. Đó. Chỉ đối với học sinh lớp 10 thì chỉ này thôi, mô tả cái này thôi, đến đây, đây dừng lại để cho học sinh nó phân biệt đâu là tham số, đâu là đối số để nó khỏi nhầm lẫn. Và chúng ta cũng phải chú ý chúng ta không không nhầm lẫn, vì ở trong Pascal và C thì nó khác hẳn.
thì nó lại mô tả là cái em ngon, nó có cái khi mà mô tả các cái em cái tham số của hàm thì người ta chia làm hai loại là tham trị hoặc là tham, hoặc là tham gì hoặc là tham biến, nhưng mà đây thì nó không như vậy, mô tả là tham số hoặc là đúng đôi số. Thì hôm trước tôi đã trình bày ở trong kia buổi ấy, trong cái buổi gọi là nâng cao hơn, thì phần phần trình bày này là không có ở trong sách giáo khoa. Thì đối với tham số tôi nói thêm, cái tham số người ta thì ở mức độ đơn giản nhất là chúng ta chia làm hai loại, một loại là tham số bắt buộc, tham số bắt buộc, còn loại thứ hai là tham số không bắt buộc hay là tham số lựa chọn. Tham số lựa chọn đó. Khi tôi mô tả một cái hàm mà ví dụ như là f x y mà z bằng 2 đó, thì khi mô tả như thế này thì cái tham số x y này là tham số bắt buộc, tham số bắt buộc tức là khi gọi hàm thì bắt buộc phải có đó ở trong lời gọi hàm. Còn nếu mà tham số mà được mô tả bằng là như là biến này bằng giá trị thì cái này nó gọi là tham số lựa chọn hay là tham số mặc định, dùng gì cũng được, tham số lựa chọn tức là khi gọi hàm có thể bỏ qua, không 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 cần nữa vì nó có giá trị mặc định rồi. Khi mà bỏ qua thì máy hiểu a z vẫn được có nhưng mà nó là hai đấy nhé, còn đấy thì nó không có gì cả nhé, bắt buộc phải có lời gọi hàm tham số lựa chọn. Trên ở đây mà khi gọi đấy, ở đây khi gọi hàm nhé, thì tôi có thể gọi là f 1, 2, 5 được. Thì cái đó thì một chính là x gì, một chính là x gì, hai hai y chính là 2 và z chính là 5, máy vẫn hiểu đúng không? Nhưng tôi có thể gọi hàm là f 2, 3 được không? Được đó. Khi gọi hàm là f 2, 3 thì ở đây gọi thấy có hai thiếu có z đúng không nào? Thì máy hiểu à, máy hiểu cái chữ cái này hàm nó tương đương với là f 2, 3 và là 2, bởi vì là mặc định số 2 đã có rồi, z bằng 2 rồi, cho nên mặc định đây chính là z. Khi tôi gọi là f 2, 3 thì tương đương với là gọi chữ tương gọi là f 2, 3, 2 và cái số 2 này có thể tôi bỏ qua vì nó là mặc định không cần nữa, chỉ gọi là 2, 3 thôi. Cho nên là khi mà chúng ta khai báo thì có hai hai cách, là khai báo chặt thì nó là khai báo bắt buộc, còn khai báo có từ dấu bằng này là khai báo lựa chọn. Đó, thì cái này là cái mà hoàn toàn khác hẳn với Pascal, được chưa? Đây là hoàn toàn khai báo nhé. Còn mà khai báo thì có thể dẫn, nhưng còn đối số thì đã chia làm hai loại đối số. Cái phần này phần tư liệu không, theo tôi cái phần này, phần đối số thì chúng ta không cần nói cho học sinh thì nó quá khó với học sinh. Mà cái phần mà tham số chia làm hai loại bắt buộc và lựa chọn thì có thể nói cho học sinh, có thể nói cho học sinh. Còn cái đối số mà chia làm hai loại mà tôi nói sẵn ngoài bây giờ ấy, thì theo tôi thì là nó quá khó. Chúng ta có thể biết, có thể nên biết, cũng theo tôi là nên biết, nhưng mà không không cần nói cho học sinh. Thưa tất cả các bạn nhé, như vậy là đối số là chia làm hai loại, một loại là đối số vị trí và hai là đối số khóa. Tất nhiên là đối với giáo viên nào muốn học nâng cao hơn nữa về Python thì bắt buộc phải biết rồi, nhưng mà được chưa, đối số khóa thế nào là đối số vị trí, thế nào là đối số khóa, thì bây giờ tôi sẽ mô tả ngay bây giờ. Cái phần này là dễ hiểu nhé, cái phần này là vấn đề tôi mô tả là cả hai cho các bạn thấy nhé. Như vậy là tham số là những cái biến mà được mô tả khi khai báo hàm thì chia làm hai loại, tham số bắt buộc, tham số lựa chọn. Nó có ngay trong cái cú pháp của hàm f, thì cú pháp trong trong cú pháp đó, những cái biến nào mà ghi thẳng ra là x y z gì đó thì nó là bắt buộc. Còn khi ghi là z bằng 2, a bằng 3 bằng 1, b bằng n, b bằng 0 thì đó chính là cái tham số lựa chọn. Đây bây giờ chúng ta bây giờ tôi cho bạn xem ngay cái lệnh lệnh print thôi, không cần lệnh gì khác nhé, lệnh print này chúng ta mở nhanh ra thấy ngay, thấy không nào, thấy ngay phía dưới này chính là cái cú pháp của nó này, các bạn có nhìn rõ không nhỉ?
Như vậy nó có cái là value, value nhé, cái chữ value này là các cái value, là các cái giá trị cần cho đồ họa là in này, thì cái value này là các cái tham số bắt buộc nhé. Còn set này, nhìn thấy chữ set rồi, set bằng dấu cách là tham số lựa chọn, end bằng dấu này là lựa chọn đó, file là lựa chọn hết, tất cả cái sau lựa chọn hết, thì tham số lựa chọn phải mô tả đằng sau tham số bắt buộc. Như vậy đây có mỗi value này là bắt buộc thôi, còn phía sau này là các cái tham số lựa chọn. Thấy nhiều không nào? Thấy rất là nhiều. Thì đây chính là một cái đặc thù của hàm trong Python, rất là phức tạp. Các bạn đi sâu hơn nữa vào thì nó phức tạp lắm lắm ấy. Đây chỉ là sơ sơ như vậy thôi nhé, còn đi sâu vào nữa rất là phức tạp. Nhưng mà rồi, như vậy là value là tham số bắt buộc của hàm print, còn set bằng, end bằng, file bằng, flush bằng là những cái tham số lựa chọn. Hay là tôi mô tả cái hàm khác nhé, đây tôi mô tả cái hàm khác. Cái A của chúng ta là một cái A. A của chúng ta là là một cái dãy đúng không? Bây giờ A cái hàm mà lại ra một loạt nữa, thấy không nào, thì nó phức tạp lắm nhé. Là key bằng none này, reverse bằng for, thì đây chính là key bằng none và reverse bằng for, chính là các cái tham số lựa chọn. Nên ở đây có dấu sao, cái này đúng là quá khó, đâu đâu chúng ta thấy được các bạn là để tìm hiểu sau cái này là rất nâng cao nhé. Thì chúng ta qua vậy là khi chúng ta mà viết một cái hàm mà mở vào ra, nó thấy ngay, nó hiện ra ngay cái cú pháp để chúng ta quan sát và nhìn vào cú pháp, nhìn vào cái mô tả hàm là chúng ta biết ngay được à đâu là tham số, đâu là tham số mà bắt buộc đây, mà đâu là tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc là tham số mà chỉ ghi đến các tham số thôi, còn lựa chọn là ghi rõ nơi đó là tên biến bằng giá trị. Thì tham số lựa chọn thì có thể có hoặc không có trong cái lời gọi hàm, được chưa? Đấy. Thì cái phần tham số này thì mặc dù là khó rồi nhưng mà vẫn có thể dễ hiểu được, học sinh vẫn có thể hiểu được. Nhưng mà phần đối số này thì theo tôi thì là quá khó, mà tôi mô tả các bạn phần này tôi mô tả thêm nhưng mà hoàn toàn là ngoài chương trình nhé, ngoài ha, mà chúng ta không cần, không cần dạy học sinh đâu. Tôi lấy ví dụ nhé, viết cái hàm f có ba số là x, y và z nhé. X dễ nhỉ, hàm này sẽ trả lại giá trị là cho z bằng x cộng y và t bằng x cộng với 2y, ví dụ thế nhé. Ví dụ y và tôi trả lại theo return là z nhân với t. Như vậy cái hàm này là hàm nó có hai tham số đầu vào là x và y, và x y d đều là tham số bắt buộc. Nhưng khi gọi hàm đều phải gọi cả hai nhé. Rồi rồi thế bây giờ khi gọi hàm thì tôi là đây tôi gọi là một hai này nhé. Thì cái một hai nó là các cái đối số nhé. Thì tôi có thể biết là a này, a bằng 10, b a bằng 10, b bằng 2. Tôi viết là f AB được AB, được chưa? Đó. Rồi, thì cái gọi cái lời gọi F12 hay là FAB này gọi khi mà truyền trực tiếp của giá trị vào bên trong hàm này thì tất cả các truyền này đều là tham số vị trí. Tức là cái vị trí là phải đúng cái số A là số thứ nhất nhé, thì phải ứng cái vị trí là x là thứ nhất. Cái B là vị trí thứ hai, cái đối số thứ hai thì ứng với cái tham số là y là thứ hai. Thì đó cái đó nó gọi là cái nó gọi là đối số vị trí. Ở đây là số 1 bắt buộc phải ứng với là y. Còn hai bắt buộc phải ứng với một bắt buộc phải ứng với x, hai phải ứng với y. Đó, thì cái đó nó gọi là cái đối số vị trí. Thì mặc định khi ta truyền giá trị vào có đối số thì nó là mặc định nó là vị trí. Còn khóa thì như nào? Khóa là như này. Khóa là tôi sẽ mô tả như sau, tôi sẽ mô tả tôi gõ trực tiếp vào đây khóa nhé. Tôi gọi này, tôi gọi là F này. Bây giờ là một, bây giờ tôi số 2 là y đúng không? Tôi biết là y bằng 10, máy có hiểu không? Hoàn toàn hiểu.
Vậy như vậy trường hợp này nhé, y hai chấm này qua này thì cái số 1 chính là đối số vị trí ứng với là vị trí thứ nhất, ứng vị trí nhất của cái tham số là đối số vị trí chính là ứng với x. Còn y bằng 10, à tôi mô tả tường minh chính xác cái khóa y bằng 10, và cái y này là cái khóa này, là cái khóa này trùng với cái tham số đây, chưa được, máy hiểu y bằng y bằng 10, ngon lành nhé, được chưa? Đấy, bây tôi gọi lại này, thì ở trong này thì y này, cái đối số này này thì là người ta gọi là đối số khóa. Đối số khóa là đối số chúng ta mô tả tường minh cái tên khóa ở trong lời gọi. Tôi viết lại nhé, f này tôi viết là y bằng 10 phẩy x bằng 1 đó. Bây giờ thì máy hiểu như nào? Ở đây máy sẽ hiểu là lời gọi này tương đương lời gọi là f là 11 hay là f là 10 nào. Ở đây chúng ta mô tả tường minh là y bằng 10. Như vậy y bằng 10 nó ứng với x gì đây? Ứng y đây. Còn x bằng 1 tương ứng với là với x gì đây? Như vậy cái lời gọi hàm này nó vẫn tương đương với là f của 1 10. Xuống trên vẫn nó ra vẫn là 2 31 được chưa? Đó thì trường hợp này là trường hợp mà lời gọi nó là đối số khóa. Đối số khóa thì nó không phải là đối số vị trí nữa. Vị trí nó có thể thay đổi đi. Nhưng mà chúng ta mô tả chính xác cái khóa của nó. Như vậy y bằng 10 mặc dù ở vị trí đầu tiên nhưng mà chỉ rõ là y, cho nên là máy hiểu ngay à đây chính là y này, là vị trí thứ hai. Trường hợp này là cái trường hợp tôi gọi cái hàm này là x bằng 1, khi gọi hàm chỉ bằng 1 mặc dù nó ở vị trí thứ hai của lời gọi nhưng mà tôi chỉ rõ là y là x, cho nên nó ứng với x ở trên này đó. Thì đây chính là cái, đây là mô tả cái đây nó gọi là đối số vị trí hay đối số khóa, chưa thì cái này đúng, gọi thế khó không? Như vậy chúng ta thấy là đối số vị trí là khi mà chúng ta gọi hàm bình thường chúng ta gọi như là f a b như bình thường, còn đối số khóa là chúng ta mô tả chính xác hơn như là x bằng 2, y bằng 1, z bằng 3, lời gọi hàm của nó. Thì cái này là cái này nó là nó gọi là nó gọi là đối số khóa. Đối số khóa tức là mô tả chính xác là khóa, khóa là cái tên của cái đối số bằng giá trị một cái trong lời gọi luôn, giá trị đối số khóa. Được chưa? Khi chúng ta mô tả hàm mà chúng ta gọi cái hàm print đấy, print khi chúng ta theo thứ print là 12 3 như thế này. Được chưa? Thì là đây là đây là gọi này là cái đây đây là gọi là đây là đều là các cái đối số vị trí. Nhưng khi tôi viết như này thì tôi viết là print y là vì là 12 3, nhưng mà viết là n bằng, thế là vẫn viết nhé, n bằng đó. Thì ở đây thì cái n bằng này chính là đối số khóa đấy. Đấy. Thì tôi viết lại cho các bạn xem nhé. Đây của chúng ta đây nhé. Đây là chúng ta có cái hàm là hàm gì? Đây tôi sẽ in ra các số nguyên tố nhá, nhỏ hơn 1.000 nhá. Đây tôi viết là n bằng 1.000 nhá. Tôi viết for k in range n, đúng không? Xong là if prime k, nhưng mà nếu mà k là nguyên tố thì tôi print k ra ngoài, tôi print k xong nó phẩy n, chúng ta nhìn lại đây cho dùng quen rồi đúng không nào, n nhé. Đó thì trong lệnh print này thì k chính là đối số vị trí bắt buộc trong phần là vị trí đầu tiên ứng là cái tham số đầu tiên để in ra. Hai là cái tham số thứ hai, là cái đối số thứ hai là n bằng cái này, đây là đối số khóa. Một nó mô tả chính xác là cái khóa n đó, cái tham số n là chỉ ra rõ ràng nó là một cái dấu cách. Như vậy thì có thấy rõ nhé, đây chính là cái đề đối số, cái k này là đối số vị trí, còn cái n đây chính là đối số khóa, thấy không nào? Chúng ta dùng quen rồi, chúng ta đây nhé, cái enter này ra bây giờ tất cả các số nguyên tố nằm trong từ một nhỏ hơn 1.000 nhé. Đây. Nhưng mà thấy không, nhưng mà chúng ta chính là đây chính là đối số đây chính là cái đối số vị trí, còn đây là đối số khóa. Chúng ta quay lại cái này nhé. Đây
À, đối số như có hai loại, đối số vị trí, đối số quá. Như vậy là ở trong Python là nó khác hẳn, nó không có khái niệm là truyền thăm, truyền tham trị hay tham biến, hoàn toàn không có một tí nào liên quan, mà nó có là mà chúng ta thấy rõ là nó là nó chia làm hai loại tham số và đối số. Tham số là những biến được mô tả ngay trong lời gọi của hàm, mà khi mô tả lời gọi của hàm người ta chia làm hai loại tham số bắt buộc và tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc là một chỉ mô tả tên của tham số, còn lựa chọn là mô tả là tên tham số bằng giá trị khi mà chúng ta mô tả hàm. Còn khi gọi hàm thì nên là đối số, thì nếu gọi hàm bằng tên giá trị cụ thể hoặc là các cái tên biến thì nó chính là đối số vị trí. Còn khi chúng ta mô tả cái đối số đó bằng đối số nó bằng giá trị thì nó là đối số hóa. Trên rất nhiều người là hay nhầm lẫn từ bên này sang bên nhất đây, khi gọi hàm này cái chỗ này là hay nhầm lẫn sang chỗ này lắm này, chỗ này là khác hẳn nhau nhé. Đây là phần khai báo hàm. Khai báo hàm mà có cái chữ là x gì bằng y bằng thì nó chỉ là tham số lựa chọn, còn khi gọi thì lại khác, khi gọi mà có dấu bằng thì nó gì, thì nó là đối số hóa. Bạn chú ý đừng nhầm lẫn nhé. Đây là khi gọi hàm thế này, khi gọi hàm đây nhé, cái lệnh này là lệnh khi gọi hàm, được chưa? Thì đó chính là cái phần trong sách giáo khoa cái đồ trí thức ấy. Thì có một bàn là nói về cái này nhưng mà chỉ nói định nghĩa, không không học sinh không đi sâu vào, đi sâu vào nó rất phức tạp, chỉ biết là phân biệt thế nào là tham số, thế nào là đối số. Vì sao là phải nói lại cái này, để vừa cho chúng ta phải cảnh tỉnh là nếu mà không được học cái này kỹ, không được biết trước ấy, thì giáo viên chúng ta sẽ nhầm lẫn, sẽ giáo viên chúng ta sẽ lôi kéo những cái thông tin từ bên từ 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 hàm của Pascal, của C sang, thì không được, hoàn toàn chúng ta quên đi những cái định nghĩa của cái bên Pascal sang. Được rồi, thì đó là cái phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta có ít thời gian, tôi sẽ làm số bài tập nữa cho chúng ta hình dung nhé, chúng ta làm số bài tập thêm nữa nhé. Tôi sẽ làm cái bài tập liên quan đến đến sâu đấy nhé. Đây là tôi sẽ làm ngay chuyện này thôi nhé. Bây giờ đầu vào là một sâu, bây giờ đầu ra là như này, bây giờ cho trước một sâu và đầu ra là sau đầu ra tôi sẽ đầu vào là một sâu liền, nhưng mà trong đó có rất nhiều là dấu cách. Bây giờ đầu ra là tôi xóa tất cả dấu cách đi, thì có làm được không? Để mình làm bài tập đơn giản như vậy nhé. Bây giờ viết bằng cái em làm cái hàm, là cái hàm mà dùng để xóa 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 tất cả các dấu cách trong sâu. Hàm này là gì? Đầu vào là S thì đầu ra là chính là cái sâu đơn cử. Đầu vào là sâu gốc nhé, sâu S. Đầu ra là sâu, giới thiệu là S out đi nhé, S out là sâu out, đã được được. Ví dụ nhé, ví dụ này, ví dụ đầu vào S thì tôi biết là chữ như này, chữ mà có thể nó bị thừa dấu cách nhé. Chữ gì nhỉ, chữ dài đấy nhé. X. Experiment mà tôi lại viết thành như thế kia nhé. Đó, tôi lấy được thôi. Đầu ra của tôi là phải tôi phải xóa tất cả các cái dấu cách đi. Thì làm như sau nhé. Đây, bài này tôi ghi lại này, bài này là xóa dấu cách. Bài này rất đơn giản nhé. Chúng ta chỉ dùng cái hàm switch ra, tách thì cái từ từ xong, chúng ta nối lại là xong. Bỏ đi cả dấu cách.
nha, để chúng ta như viết lại một cái hàm nha. Hàm là làm xóa, làm xóa xóa tiếng Anh đi. Delete space space have. Viết tiếng Anh như này hay, viết tiếng Việt hơi dài quá nha. Đấy, hàm này đầu vào là S, đầu ra làm cái sâu mà đã xóa đi nhé. Cái đáp đơn giản như sau này, chúng ta tạo ra một sâu S1 chính là bằng S chấm split. Ngoài S1 mà làm một cái dãy A, được chưa? Một dãy A, Đấy. Sau đó chúng ta mà tách ra, sau chúng ta sẽ nối lại bằng 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 hàm join, như chúng ta viết là S1, S thì bằng là đây rồi thôi, chúng ta đi thường S hoặc là S thì cũng chúng ta này chúng ta sử dụng là S thì luôn đó, được chưa? Như vậy đầu vào là S thì đầu ra định với lại S thì đầu ra, nhưng đầu ra chính là cái sâu mà đã được xóa đi các cái dấu dấu cách đầu ở cuối. Chúng ta làm hình chính nhé, hình chính đây, chương hình chính chúng ta. Chúng ta viết S thì bằng input nhập sâu gốc, nhập sâu gốc nhé. Đấy. Chúng ta sửa luôn. Chúng ta viết là S thì bằng sâu số này thôi, sửa bằng bằng delete này. Delete space này. S. Xong chúng ta in ra, green. Green. So đã sửa, được chưa? Để tôi viết nhé, nhập vào này. Đây, thiếu dấu này. Đấy. Vội hai vị sự chạy nha. Đây, nhập sâu gốc đây nhá, tôi viết sâu đây. Đây. Đấy, như là đi này, lít này. Đấy, tôi biết là delete này nhưng mình thực ra là đây, enter thì máy à, sâu đã sửa. Ô. À xin lỗi, bạn biết sao tôi sai thế nào không nhỉ? Tôi lại cho cái dấu nháy này vào vào giữa này, đây chỗ này sai chỗ này này. Mình tôi sửa lại nhé, tôi sửa lại, tôi để như này, đấy, nó sẽ không bị khóa đi mà. Để dấu để đây là cái dấu cái tự này là cái tự rỗng. Mình viết lại nhá. Này không đi. Rồi, số gốc này, D này. Le này, T này. Đầu ra là delete. Nhưng mà đây là cái bài đơn giản thôi, nhưng mà dùng ta dùng hai cái hàm, hàm split và hàm hàm join. Đấy. Hàm do nhưng mà không phải dùng dấu cách để nối lại, mà dùng dấu mà dùng cái tự rỗng, một sâu rỗng để nối, thì chúng thu được là đầu vào là có thể dấu cách nằm giữa lung tung giữa đầu và giữa và cuối của sâu, bây chúng ta có thể xóa hết đi và đầu vào đầu ra làm cái sâu liền như thế này, được chưa? Bạn đã hiểu chưa nhỉ? Cái bài đơn giản như thế đúng không? Tôi làm bài số 2 nhé. Bài số 2 là bài như thế này. Bài số 2 là cho trước một cái sâu và bây giờ xóa đi tất cả các cái chữ số ở trong sâu. Bị sâu của chúng ta có thể viết ra là có cả số 1, số 2, số 3 rồi A B C D E F gì đấy. Mà tôi xóa những cái tự là số đi, còn lại tôi giữ nguyên. Thế có làm được không? Còn là làm được rất đơn giản. Bên này bài thứ hai làm rất đơn giản như sau nhé. Bài số 2 là bài như thế này. Để nói đi. Bài số 2 là bài là xóa các chữ số của sâu. Sâu nhập. Đấy, thì tôi phải dùng cái hàm. Cái hàm này là hàm xóa chữ số, gọi là delete
Delete number. Thì hàm này là hàm như sau, hàm này là hàm nó xóa đi các cái tự là số, là chữ số của S và các cái tự khác thì giữ nguyên. Bài này là làm như sau, rất đơn giản. Chúng ta tạo một cái tệp, tạo một cái kết quả như sau này. Chúng ta tạo một cái đầu ra của nó, ví dụ lấy dụ là S thì S out đi, S out bằng giống này. Chúng ta sẽ chạy dọc theo các cái tự dọc theo số S thì cái nào mà là không là số thì chúng ta đưa vào S out, còn là số chúng ta bỏ qua. Đấy. Như vậy chúng ta nhấn for ch in S, cho một cái tự S dọc theo số S thì sau đó kiểm tra if mà ch mà nằm trong cái khoảng là cái chữ số là không cho đến 9 thì nó chính là thỏa mãn cái điều kiện là các số là nó có cái tự của nó, mà chính là gì, chính là đây, chính là cái tự không nhỏ hơn hoặc bằng ch và nhỏ hơn hoặc bằng cái tự chín. Thì đây chính là cái điều kiện, à, cái điều kiện để cho là ch là gì, là nằm trong cái đâu. Nhưng mà đây là phải if not rồi đúng không, cho nên tôi phải làm như này, đây là if not, nếu mà không ấy, not này. Trong Python thì các cái toán tử not and or là nó có cái thứ tự thực hiện là yếu hơn so với các cái phép toán so sánh kháng khác, cho nên là cái này nó sẽ là được ưu tiên hơn. Đấy. Tại vì tôi sẽ, nếu mà không nằm trong thì tôi sẽ bổ sung, tôi sẽ viết là s out bằng s out cộng với ch. Sau đó gồm tôi sẽ return. Return out. Ở đây nếu các bạn nào thấy không yên tâm, chúng ta có thể đóng nước ngọc lại cho thật yên tâm nữa, thì nó bảo đảm 100% này, đóng ngọc lại đây cho yên tâm. Đấy. Nhưng còn bỏ ra vẫn được. Tức là tôi sẽ kiểm tra lại xem bỏ ra nó có ăn không nhé. Nếu mà chỉ có một cái, nếu chỉ có một cái toán tử thôi, so sánh thôi thì chắc là đúng rồi, nhưng mà hai cái thì tôi đang nghi ngờ. Rồi tôi làm thử ở đây nhé, chương trình này. Chúng ta sẽ s bằng input nhé, input nhập sâu bất kỳ. Xong chúng ta sẽ print print sâu đã sửa. Phải delete sau đó sẽ phải delete năm. Đấy. Cái thử nhá. À, bài này là bài gì, là xóa xóa chữ số, xóa chữ số trong sâu. Nhập vào số bất kỳ nhé, S gì đây? Nhập vào đây và ta in ra số đã sửa dùng cái hàm delete 5 này. Là cái hàm mà trả lại đầu vào là một sâu, trả lại là một sâu khác nhé. Chúng ta chạy thử nào. Đây nhé. À này, à, nội. À, nội. 1 2 3 Việt xong lại nào, Việt Nam chưa, từ biệt tôi xóa, tôi biết chữ A là liền nhấn cho đẹp để từ Việt Hà Nội nhé. Việt rồi, enter này. Vậy nó sẽ máy nó sẽ xóa đi, còn lại là Hà Nội Việt Nam. À bây giờ tôi thử cái này nhé, tôi kiểm tra, bây tôi bỏ cái này ra xem nó đúng nhé, tôi bỏ cái này ra thử xem nó có đúng không. Vì nó có hai giống, nếu chỉ có một toán tử thôi thì là đúng, còn có hai toán tử so sánh liền nhau như này thì tôi kiểm tra lại một chút. À, kiểm tra lại nào. Hà Việt Nam vẫn được, ok, như vậy là bỏ ra vẫn ăn như thường nhé.
Tao hiểu nhỉ? Như vậy là hôm nay là cái buổi đầu tiên về 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 hàm, nhưng mà chúng ta đã học được rất là nhiều đấy. Như vậy là cái hàm ở trong Python là nó rất đơn giản, nó không khó khó mà chúng ta có thể ngay từ bài đầu tiên chúng ta có thể cho học sinh làm rất nhiều bài tập liên quan đến hàm. Và như vậy là Python là ngôn ngữ lập trình, mặc dù nó là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 100%, nhưng mà đồng thời là nó là hỗ trợ hoàn toàn cho ngôn ngữ lập trình có cấu trúc giống như là một đặc biệt là Pascal, thì nó hướng đối tượng người dùng là cả đối tượng người dùng bình thường nữa, đã quen với C và Pascal thì chuyển sang cái này rất là dễ, thì nó hỗ trợ hoàn toàn cho lập trình cấu trúc như bình thường, hỗ trợ các cái hàm như bình thường. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá, buổi sau chúng ta Dạ thầy ơi, ơi dạ thầy cho em thêm một ví dụ về được. cái tham số lựa chọn và đối số khóa, tại em chưa rõ ràng lắm ở chỗ này thầy. Quên Tham số lựa chọn và đối số khóa. ví dụ ở bên ngoài cho dễ nhé, bên ngoài này cho dễ này, bên ngoài này Dạ. nhé. Dạ. Đây nhé, là đối số thì đúng không, hay là tham số lựa chọn cả hai à? Dạ tại em nhập nhằng chỗ tham số lựa chọn và đối số khóa tại vì truyền số vào rồi á. Ừ, tôi thử Dạ. cho bạn xem nhé. Bây giờ đây nhỉ, bây giờ tôi là định nghĩa cái hàm F rồi nhé. Hàm F của tôi có ba cái tham số là x, y và z, được chưa? X, y và z. Nếu để như này thì là tham số bắt buộc hết, đúng không nào? Bây giờ tôi để là z bằng 2. Đấy, khi mô tả như thế này thì cái đó thì là x, y là tham số bắt buộc, đúng không? Còn y còn z là tham số gì? Tham số lựa chọn. Tôi là sửa tôi return. Return là x cộng với y và mũ z, được chưa? Nhân như vậy là đây là cái hàm của tôi là hàm gì? Trả lại là x cộng y tất cả là mũ z. Đấy. Nhưng mà nó được mô tả là có ba cái tham số là x, y và z, được chưa? Tức là x, y và z. Bây giờ tôi gọi hàm nhé, để tôi phân biệt được đâu là, nhưng mà trong này như vậy là x, y là các cái tham số bắt buộc phải có, còn z là tham số lựa chọn có thể bỏ qua. Được chưa? Tôi gọi này, tôi gọi là F 2, 3, 4, được không? Được. Đầy đủ hết nhé. Thì nó chính là 2 cộng 3 là 5, 5 mũ 4. Thì nó chính là đây, chính là tác số ra, chính là 5 mũ 4 là 525. Đầy đủ. Bây tôi gọi là F 2, 3 có được không? Đấy, nhưng mà là thiếu nhé. Có 2, khi gọi hàm chỉ có 2 đối số thôi có được không? Vẫn được. Bởi vì là cái Z là tham số lựa chọn có thể bỏ qua. Khi tôi bỏ qua thì gọi tôi gọi cái hàm là F23, nó tương đương với gọi hàm là 232. Nó chính là 23 là 5 bình phương, thì chính là 5 bình phương, nó ra là 25. Bạn hiểu chưa? Nhé. Hiểu cái khái niệm là tham Dạ. số lựa chọn và tham số mà mặc định À. chưa? Nhé. Dạ như vậy là nếu trong định nghĩa gọi là tham số lựa chọn, còn nếu mà khi gọi hàm được gọi là đối số khóa phải không thầy? Không không định chưa nói gì đối số cả, chỉ nói là đây hoàn toàn nói về tham số đã nhé. Dạ dạ Đừng đừng rồi. nói hai em đừng dính hai đó với nhau, hai đó là khác hẳn nhau, đừng 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 liên quan đến nhau nhé. Dạ Nhé. dạ rồi. Tức là tham số có hai loại, là tham số là bắt buộc và lựa chọn. Lựa chọn tức là gì, là khi mà khai báo tôi mô tả bằng cái số thì khi gọi nó có thể bỏ qua. Cái bỏ qua không có trong lời gọi hàm. Nhưng máy vẫn hiểu đó là chính là cái số 2 này. Hiểu không nào? Nhé, như vậy là khi gọi là F23 thì máy sẽ tự động hiểu à chính là gọi là F232, vì đây Z nó cho trước. Chúng ta đừng lẫn lộn giữa hai bên nhé, hai cái khác hẳn nhau luôn, đừng 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 để ý tới chuyện là cái tham kia gọi là cái đối số nó không hề liên quan gì đến x, y, z này, nó không hề liên quan đến cái khai báo. Mặc dù tôi mô tả nó ở cạnh nhau ở đây, nhưng mà hai cái này nó khác hẳn nhau nhé. Một bên là tham số, một bên là đối số, nó không liên quan gì đến nhau cả. Các bạn đừng gắn với nhau. Khi tìm mô tả cạnh nhau cho nó dễ thôi, chứ còn cái đối số vị trí và đối số cái đối số vị trí và đối số khóa nó hoàn toàn không liên quan gì đến cái bên này cả, hoàn toàn không liên quan gì đến cái bên này đâu nhé. Đấy. Chứ đừng mặc dù và chúng ta viết ra nó hơi giống nhau, nhưng mà đừng đừng nghĩ là nó nhé, là nó khác hẳn nhau. Rồi bây giờ tôi sẽ gọi hàm nhé, tôi gọi hàm này,
Bây giờ tôi gọi hàm. Thầy ơi, Đã hiểu chưa? thầy ơi, thầy Ôi ơi, ơi. vậy mình có thể mình hiểu chỗ cái tham số lựa chọn, mình có thể hiểu nó là một cái hằng cho trước được không thầy? Không phải là hằng, nó là một giá trị cho trước thôi chứ không phải là hằng. Nó là một giá trị, làm giá trị mà mặc định, nó gọi là mặc định, đúng hơn là hơn đồng hằng. Tức là cái tham số này là có giá trị mặc định là 2. Nếu mà không chỉ ra, không chỉ tường minh ra thì nó sẽ là 2. Còn nó chỉ tường minh ra thì ok, nó bốn, nó là bốn thế này nhé. Còn nó không có cái này thì nó sẽ hiểu là 2. Nó gọi là tham số mặc định. Tiếng Anh nó gọi là default, nó gọi là default. Tiếng Anh của nó thì cái tham số lựa chọn này thì nó gọi là default parameter. Cái chữ là parameter bình thường như này là bắt buộc này, còn có chữ là default đằng trước ấy, default như này này thì nó là gì, nó là tham số lựa chọn mà dịch đúng ra nó phải là tham số mặc định đấy. Tôi dùng từ lựa chọn là có thể hiện ra hoặc có thể không có ở trong cái khi chúng ta gọi nó, nhưng mà nó chính là cái tiếng Anh của nó là default parameter nhé. Thì đó là cái là tham số bìa liên quan đến bìa mô tả cái đối số này, tức là khi gọi nhé. Thấy chưa? Khi gọi hàm thì bình thường ta gọi hàm luôn luôn phải là x y z ở đây nhé. Tôi viết là f 2 3 4 thì bắt buộc là 2 phải ứng với là x, 3 là ứng với gì, 3 ứng với y và 4 ứng với z. Thì đây là nó gọi là các cái đối số vị trí, là đối số ở vị trí nào thì phải đúng với tham số ở vị trí đó, hiểu không nào? Mặc định là như vậy. Đối số là 2 là nằm ở vị trí đầu tiên ứng với cái x, đúng vị trí x. 3 là đối số thứ hai, đối số vị trí bắt buộc phải ứng với là y. Đối số thứ ba là 4 bắt buộc phải ứng với là z. Được chưa? Như vậy là khi mà chúng ta gọi hàm ấy thì mặc định nó là cái đối số vị trí, là mỗi một đối số là ứng với đúng vị trí của mình ở trong cái khai báo. Còn loại thứ hai là đối số khóa, là chúng ta không cần vị trí đấy, vị trí có thể lung tung nhưng mà khóa phải đúng. Đây F, bây giờ tôi thử như là 4 vẫn là vị trí thì, nhưng mà YZ tôi đổi lại, tôi viết là Z bằng 3 và Y bằng 1, có được không? Đấy, tôi chỉ ra chỉ tường minh là Z bằng 3. Vậy Z bằng 3 chính là ứng với cái Z này. Mặc dù ở đây nó gọi cho gọi hàm ở vị trí thứ hai. Y là gọi hàm ở vị trí thứ ba, nhưng mà tôi vị trí vị, nhưng mà tôi chỉ rõ ràng rằng ra là đây là Y bằng 1. Cho nên đó là đối số khóa chính xác. Và nó ứng với là cái Y này. Sau đó chính là trong trường này thì số 4 chính là cái đối số vị trí, bắt buộc phải vị trí. Còn hai cái đối số sau này này là đối số khóa thì vị trí nó không cần nữa, vị trí nó có thể khác đi, không quan trọng vị trí nữa, mà nó cần là cần cái đối số nó phải chính xác. Thì như vậy cái con lời gọi hàm thứ hai này nó chính là lời gọi hàm là 4 1 3. Cái này nó tương đương với là f của 4 1 3. Bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đó Dạ hiểu rồi, rồi thầy. nên chúng ta có thể, vì chúng ta không cần vị trí nữa, chúng ta cần 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 khi mô tả cái đối số khóa là mô tả chính xác cái khóa ra, enter thì nó chính là cái 125, chính là 4, nó chính là f tương đương với là 4 1 3, chính là cái này. Được chưa? Hai cái này hoàn toàn không liên quan đến nhau, một bên là lời gọi hàm, một bên là khai báo, không 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 quan tâm nữa. Gọi hàm thì mặc định của lời gọi hàm, đối số của nó mặc định nó là đối số vị trí, bình thường là đối số vị trí hết. Còn đối số khóa thế nào dùng, ôi cái này các bạn học rất sâu, biết được cái này rất là sâu mới học, mới học những cái này nhé, cái này rất là khó. Còn đối số khóa này là rất khó đấy. Sau này nếu mà chúng ta có điều kiện, chúng ta học đến khái niệm là từ điển chẳng hạn, khái niệm mà kiểu dữ liệu từ điển, kiểu dữ liệu tập hợp, thì khi đó chúng ta mới cần khái niệm đối số khóa. Còn bây giờ thì không. Bây giờ mặc định với học sinh bây giờ là mặc định của nó là đã đối số là phải vị trí, là phải đúng vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba là phải chính xác. Cho nên là khi mà gọi hàm thì phải gọi hàm theo đúng vị trí, đó là cái mặc định của Pascal, của C. Chỉ riêng cái thằng Python thì nó mới có cái kỳ quặc như vậy thôi nhé. Thôi chúng ta nghỉ nhé, để chúng ta
Thầy, thầy ơi cho em hỏi một chút về thầy. Đi. Thầy giải thích cho em vì sao cái hàm nhuận lại trả về trụ phô thầy. Đâu đâu, hàm nhuận à? Cái hàm nhuận đó thầy. Này đúng không? Không, ở ngoài thì ở ngoài ngoài màn hình tương tác đó thầy. Đâu đâu đâu. Hàm nhuận à? Phía trên. À, dạ. Đây gì? Dạ. Đây gì? Đây đúng không? Dạ. Em dạ. Hỏi gì? Hỏi vì sao cái hàm nhuận này lại trả về trụ phô thầy ấy? Trả gì? Trả về giá trị đúng sai thầy. Vì ở đây này, sau từ đi thôi, bản thân cái này, bản thân cái biểu thức này là một biểu thức logic này. Biểu thức logic này nó chỉ là đúng hoặc sai thôi, đúng không? À dạ đúng dạ, là, em hiểu nó là sau từ khóa đi thân là một biểu thức logic, một biểu thức logic thì nó chỉ đúng hoặc sai thôi, cho nên nó trả lời về là đúng hoặc sai thôi. Thì cái này là gì? À, dạ. Cái biểu thức này là nó trả về đúng khi mà n là nhuận, còn trả trả về là sai khi mà n là không là nhuận. Các bạn hiểu chưa? Rồi em hiểu rồi thầy. Dạ em hiểu rồi thầy. Chúng ta nghỉ nhá. Dạ. Chào các bạn nhé. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.